về thất thanh xã Di Hòa, huyện Di Xuyên thông báo tổ chức cuộc thi máy tính cho cộng đồng thay đổi cuộc sống. Một mục đích ý nghĩa, ban quản lý dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet cộng đồng tại Việt Nam thông báo tổ chức cuộc thi viết về những câu chuyện Excel tiêu biểu tại những điểm triển khai dự án với chủ đề máy tính cho cộng đồng thay đổi cuộc sống. Thi nhằm kêu gọi cộng đồng chia sẻ những câu chuyện có thật trong sống hàng ngày, những câu chuyện giản dị xúc động về kinh nghiệm của người dân, đồng thời có quyết tâm tìm tòa sáng tạo và khám phá những kỳ mà máy tính và internet mang lại, giúp họ vượt qua khó khăn của cuộc sống để thay đổi cuộc đời chính mình, tạo nên cuộc sống tươi đẹp hơn. Những kinh nghiệm được chia sẻ là động lực để cho người dân học tập và nhân rộng, thu hút nhiều người sử dụng máy tính và internet, giúp họ cải thiện cuộc sống ở vùng nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo cơ hội để tìm kiếm việc làm và học nghề phù hợp để thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuộc thi nhằm truyền tải thông điệp mọi người đều bình đẳng trong việc hưởng lợi do công nghệ thông tin mang lại, cũng như có lợi ích của máy tính và internet, góp phần giảm bớt sự bất bình đẳng về khoảng cách giữa